gã đàn ông đã có vợ đột nhập mái nhà sát hại người tình vì bị chia tay. Xót xa cảnh người mất trên đỉnh lũ lệ thủy, quan tài treo sát mái nhà. Ô tô mất lái lao vào cột điện khiến hai người thương vong. Quảng Ngãi hưởng ứng 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc loại chuối lạ kỳ ở miền Tây phải nướng, luộc ăn mới ngon. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube báo điện tử VOV. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 10 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Trang, 51 tuổi, chú huyện Trần Văn Thời Cà Mau để điều tra về hành vi sát hại người. Theo đó, trong thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bà tê đòi chia tay vì có người mới sau khi uống rượu trang gọi điện cho người tình nhưng bị chặn liên lạc liền treo nóc nhà dùng kéo cắt mái tôn chui vào nhà sát hại người tình theo điều tra ban đầu khoảng 7-8 năm trước bà hnt 48 tuổi và trang quen biết nhau hơn một năm trước cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm tuy nhiên thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn bà T đòi chia tay vì có người mới Chiều 27 tháng 10, sau khi uống rượu đến khoảng 21 giờ, Trang gọi điện cho bà T nhưng bị chặn liên lạc. Bực tức, Trang này sinh ý định sát hại bà T. Đến khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 10, Trang trèo lên nóc nhà bà T và dùng kéo cắt mái tôn để vào nhà. Sau khi vào đến giường ngủ của bà T, Trang đã dùng dao tấn công khiến bà T bị thương. Lúc này, chị dâu của bà T ở cùng nhà phát hiện sự việc và chi hô. Mọi người nhanh chóng đưa bà Tê đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng bà Tê tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết Nghi Phạm Nguyễn Thanh Trang đã có vợ con và sống cách nơi bà Tê buôn bán khoảng 1 km, làm nghề buôn bán nước đá. Chồng bà Tê bị tai nạn giao thông và nằm liệt giường khoảng 4 năm nay. Bà Tê thuê 4 căn nhà để buôn bán hàng gia dụng quần áo. Hai ngày qua trên đỉnh lũ Lệ Thủy, cộng đồng mạng vô cùng xót xa trước hình ảnh chiếc quan tài nằm trong không gian chật trội trên các sếp sát mái nhà một gia đình ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Người thân cũng xin sự hỗ trợ từ cộng đồng khi chưa tìm được cách đưa người mất đi an táng vì nước quá cao. Bà Dương Thị Dứa, chú thôn Tuy Lộc, xác nhận hình ảnh trên là của gia đình mình. Người mất là mẹ bà Dứa, tên là Dương Thị Hẹ, 74 tuổi. Theo lời bà Dứa, bà Hẹ mắc bệnh đã vài tháng qua. Đầu tuần rồi thì bệnh trở nặng, nên gia đình đưa đi bệnh viện đến thứ sáu tuần rồi bà hẹ yếu dần nên gia đình xin đưa về nhà một ngày sau bà mất ngày bà mất đúng lúc mưa cực lớn ở lệ thủy nước lũ dâng lên rất nhanh gia đình không còn cách nào khác phải khâm liệm rồi đưa quan tài bà hẹ lên các xếp sát mái nhà tránh lũ cả những người thân cũng ngồi co so trên không gian chật hẹp đó không còn chỗ nào để thoát cũng theo bà Dứa, nơi gia đình dự kiến an táng cách nhà hơn 10 km, trong khi nước lũ mênh mông, các tuyến đường đều ngập không thể thuê xe đến chở. Giờ gia đình rất cần sự hỗ trợ của chính quyền trong việc đưa bà đến nơi an táng. Bà Dứa cho biết nước đang cao, sóng và gió cũng to, gia đình bà chỉ mong chính quyền địa phương hỗ trợ giúp tìm tàu thuyền loại lớn để đưa mẹ bà Dứa đi. Ông Dương công nhân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy Nói chính quyền đã nắm được hoàn cảnh của gia đình này, khi bệnh bà Hẹ trở nặng vào cuối tuần, cơ quan chức năng đã có liên lạc, hỏi có cần đưa bà đi bệnh viện không để hỗ trợ. Tuy nhiên, sau đó, lũ lên nhanh quá, nhóm trực của lãnh đạo xã phải dốc hết sức để đi hỗ trợ người dân di tản lên những nhà cao tránh lũ nên chưa cập nhật được tình hình của bà Hẹ. Ông nhân cho biết đến ngày 29 tháng 10, nước đã rút được 30 cm. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng gia đình thuê cano từ ngư thủy lên đưa người mất đi an táng nếu gia đình cần hỗ trợ gì thêm có thể liên lạc trực tiếp với chính quyền xã ông nhân cho biết chính quyền địa phương sẽ cố gắng hết sức theo báo cáo cập nhật lúc 5 giờ ngày 29 tháng 10 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, lượng mưa từ 19 giờ ngày 28 tháng 10 đến 5 giờ sáng 29 tháng 10 tại Quảng Bình, giao động từ 50 đến 100 mm. Tuy nhiên, mực nước sông Kiến Giang đo được ở trạm Lệ Thủy vẫn trên mức báo động 3 là 1,38 m. Đáng chú ý, toàn tỉnh Quảng Bình còn 32.767 hộ bị ngập lụt. Riêng huyện Vùng Trũng, Lệ Thủy có 19.762 nhà bị ngập, trong đó có 8.018 nhà ngập sâu trên 1 mét. Còn lại ở huyện Quảng Ninh, 12.005 nhà, thành phố Đồng Hới, 1.000 nhà. Ngoài ra, vẫn còn 58 thôn bản bị chia cắt, chủ yếu ở các xã Lâm Thủy, Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Trường Sơn, Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Tính đến sáng sáng 29 tháng 10, tỉnh Quảng Bình đã di rời 1.249 hộ, 3.681 nhân khẩu đến nơi an toàn, sơ tán tại chỗ 9.123 hộ. Quảng Bình ghi nhận một người tử vong ở xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy và một người mất tích ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh trong lũ dữ. Thống kê cũng cho thấy Quảng Bình thiệt hại 300 ha hoa màu, 4.000 con da cầm, 310 ha nuôi trồng thủy sản. Ba tàu cá bị chìm, sạt lở 1,5 km kè biển. Vào sáng 29 tháng 10, mưa trên địa bàn đã gớt. Tại huyện Lệ Thủy, nước đang rút chậm. Tuy nhiên, khuya ngày 28 tháng 10, khi mưa vẫn nặng hạt, nhiều người dân đã gọi điện và viết lên mạng xã hội nhiều lời cầu cứu. Trước tình hình này, lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, đã triển khai lực lượng phương tiện về vùng ngập sâu để ứng cứu người dân. Lực lượng vũ trang các địa phương đã huy động 11 xuồng cano, phương tiện vận tải cùng 500 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện và dân quân cơ động phối hợp di rời dân. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng đã xuất cano tại các đồn biển vào ứng cứu người dân các xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy. Suốt những ngày qua, công an huyện Lệ Thủy và công an cơ sở đã dầm mình trong mưa lũ để cứu dân. Trả lời thanh niên, Thượng tá Trần Anh Tuấn, trưởng công an huyện Lệ Thủy cho biết, lực lượng vũ trang ở địa phương đang gần như huy động toàn bộ, người và phương tiện về các vùng ngập lụt, sung yếu để giúp dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Lúc gần 4 giờ sáng ngày 29 tháng 10 năm 2024, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô tô mất lái tự la vào cột điện bên đường vào thời điểm trên ô tô mang biển kiểm soát 81A 31603 do anh Phùng Lê Trường, 35 tuổi, thường trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Cơ Đai, tỉnh Gia Lai, điều khiển hướng từ thành phố Con Tum đi tỉnh Gia Lai. Khi ô tô đi đến km 1559-100 đường Hồ Chí Minh, đoàn thuộc thôn 1, xã Hòa Bình, thành phố Con Tum, thì bất ngờ mất lái tự la vào trụ điện đôi bên phải đường. Quan sát tại hiện trường cho thấy khoảng 2 phần 3 một cột điện phần tiếp sát với mặt đất bị ô tô đâm toạc. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên ô tô có tất cả 4 người, gồm cả lái xe và hộ khẩu thường trú đều ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn khiến hai người trên ô tô bị thương được đưa đi cấp cứu và một người đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do tài xế buồn ngủ nên ô tô mất lái tông vào cột điện bên đường. Mới đây, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn. Trong nhóm 5 đối tượng bị khởi tố, có 3 đối tượng là anh em ruột là Doãn Thanh Tùng, 35 tuổi, Doãn Thanh Sang, 32 tuổi và Doãn Thanh Hùng, 21 tuổi, Phạm Hữu Bình, 22 tuổi và Huỳnh Bá Ngữ, 33 tuổi, cùng chú xã huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định giữa Doãn Thanh Tùng và anh Nguyễn Đức Khánh 32 tuổi ở xã Hòa Tiến, Hòa Vang có mâu thuẫn với nhau và thường xuyên có lời lẽ đe dọa thách thức qua lại. Khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 10, khi Khánh cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu trước nhà thì bất ngờ bị năm đối tượng trên điều khiển xe ô tô chạy ngang qua và dùng súng bắn hai phát vào nhà rồi bỏ đi. Rất may vụ nổ súng không có thiệt hại về người và tài sản. Vào cuộc điều tra, công an huyện Hòa Vang đã truy xét, bắt giữ toàn bộ nhóm nghi phạm gây án, thu giữ hai khẩu súng tự chế, 21 viên đạn. Căn cứ thông tin tài liệu thu thập được, công an huyện Hòa Vang đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Tùng, Hùng và Ngữ, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang và Bình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đợt cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trên phạm vi cả nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đến toàn hệ thống chính trị, nhất là các địa phương có dự án đi qua, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật để thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Các nội dung thi đua gồm thi đua thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thi đua, thi công, tư vấn, giám sát, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo cảnh quan không gian phát triển của dự án sau khi hoàn thành, phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan vật liệu xây dựng, thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các dự án đường cao tốc để nâng cao hiệu quả lao động rút ngắn thời gian tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao thân thiện an toàn với môi trường đối với các chủ đầu tư ban quản lý dự án đoạn đi qua địa bàn tỉnh phải chỉ đạo đôn đốc nhà thầu thi công tư vấn giám sát tập trung huy động mọi nguồn lực kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các sở ngành liên quan trong giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu cho dự án và trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đáp ứng kế hoạch đề ra. Đợt thi đua cao điểm được triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2024, sơ kết vào tháng 12 năm 2024, tổng kết vào cuối năm 2025. Ông Trần Quang Tòa, bí thư huyện ủy Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam thuộc dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoàn qua huyện Tư Nghĩa, thì Ban thường vụ huyện ủy cũng xác định đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia và Ban thường vụ huyện ủy cũng đưa vào chương trình nghị sự công tác của năm 2023 cũng như 2024. Ban thường vụ huyện ủy Tư Nghĩa đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện thành lập 8 tổ công tác tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện chủ trương chính sách của đảng để người dân đồng thuận cao trong thực hiện cao tốc Bắc Nam. Then là nguồn cội văn hóa, tài sản vô giá, linh hồn của người Tây. Là người trẻ sinh ra trong nếp nhà sàn của người Tây và lớn lên cùng những câu hát ấy la, mình càng phải tìm hiểu, lưu giữ hồn cốt của dân tộc. Đó là những tâm sự trải lòng của các thành viên câu lạc bộ hát Then, đàn tính xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong hành trình lưu giữ làn điệu Then. Trở về từ buổi diễn hát Then và giao lưu với đoàn du khách đến từ Hà Tĩnh tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, chị Triệu Thị Lam Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then, đàn tính xã Tân Trào, đón chúng tôi tại cổng làng văn hóa thôn Tân Lập xã Tân Trào. Chị nói với mong muốn lưu giữ, bảo tồn, phát huy và sáng tạo những làn điệu then, làn điệu văn hóa truyền thống đặc sắc của người Tài ở Tân Trào. Đầu năm 2022, chị vận động phụ nữ trong bản tập luyện và thành lập câu lạc bộ hát then, đàn tính xã Tân Trào. Ban đầu, câu lạc bộ có 17 thành viên đều là những người trẻ tuổi, người nhiều tuổi nhất là 44, người ít tuổi nhất mới lên 9. Em bé Hoài Thương, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, sinh năm 2013, là thành viên nhỏ tuổi nhưng đã tham gia cô lạc bộ hát then, đàn tính xã Tân Trào từ những ngày đầu tiên thành lập. Em bé Hoài Thương chia sẻ, em lớn lên cùng những câu hát then, tiếng đàn tính của bà, của mẹ. Vì vậy, những âm thanh dân tộc cứ ngấm dần vào tâm trí em từ khi còn rất nhỏ. Khi câu lạc bộ hát then đàn tính xã Tân Trào thành lập được gia đình động viên, em mạnh dạn xin tham gia. Mới ngày nào cô bé dân tộc Tày 9 tuổi còn bỡ ngỡ tập hát, đánh đàn tính, đánh chùm sóc nhạc theo các cô các chị. Giờ đây thương trở thành thành viên nòng cốt, tự tin biểu diễn, sẵn sàng hướng dẫn du khách trải nghiệm gầy đàn tính hay sử dụng chùm sóc nhạc. Còn tại cửa hàng bán đồ lưu niệm và đặc sản địa phương của chị Trương Thị Ngát, thành viên câu lạc bộ, lúc nào cũng có sẵn một cây đàn tính những lúc vắng khách, chị lại làm bạn với cây đàn tính và những làn điệu hát then. Chị còn tự quay những video hát then đăng tải lên Facebook cá nhân như một cách quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc mình đến bạn bè muôn nơi. Hiện câu lạc bộ hát then đàn tính xã Tân Trào có 22 thành viên. Theo chị Triệu Thị Lam Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ, trước đây vào tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần, các thành viên tập trung tại nhà văn hóa thôn Tân Lập xã Tân Trào để luyện hát, đàn và tập múa sau này khi thuần thục hơn câu lạc bộ duy trì tập luyện hai lần một tháng khoảng hơn một năm nay ngoài phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương câu lạc bộ tham gia giao lưu biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh tuyên quang và biểu diễn hát then phục vụ du khách khi đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào qua đó giúp bảo tồn lưu giữ những làn điệu then góp phần tích cực quảng bá hình ảnh con người mảnh đất quê hương cách mạng giàu bản sắc văn hóa chị trần thị hiền phường hà huy tập khách du lịch đến từ thành phố hà tĩnh hồ hởi chia sẻ Trước đây chị chỉ biết đến hát then đàn tính qua TV sách báo. Đây là lần đầu tiên chị trực tiếp xem biểu diễn hát then. Chị đặc biệt ấn tượng với các em nhỏ, dù mới chỉ 9-10 tuổi nhưng chơi đàn rất thuần thục, hát rất hay. Bên cạnh đó, chị Hiền được các thành viên câu lạc bộ hát then, đàn tính, xã Tân Trào dạy chơi đàn. Những trải nghiệm thú vị này giúp chị thêm yêu văn hóa dân tộc. Ông Hoàng Đức Xoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào cho biết, xã có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Giao, Cao Lan, Sán Chay. Thời gian qua, để các dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xã phối hợp phòng văn hóa và thông tin huyện Sơn Dương bố trí lớp dạy tiếng. Cùng với đó là khuyến khích sử dụng tiếng nói, trang phục truyền thống của các dân tộc trong dịp lễ Tết và sự kiện địa phương tổ chức xã dành sự quan tâm đối với các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian nhằm động viên khích lệ người dân tham gia giữ gìn văn hóa dân tộc. Tại huyện Sơn Dương hiện có 4 câu lạc bộ hát then, đàn tính với gần 90 thành viên. Theo bà Hà Thị Hồng Liên, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Sơn Dương, thời gian tới huyện tiếp tục phối hợp các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong đó có hát then của đồng bào Tây, Nùng, Thái, Cùng với đó, huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, giao lưu, trao đổi chuyên môn và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa các xã, thôn, bản và câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian. Đặc biệt tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng hạt nhân năng khiếu văn hóa văn nghệ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc. Chuối sắp nghệ là đặc sản miền Tây, quả nhỏ, ngắn và mập, ruột vàng ươm như nghệ, Nét độc đáo của loại chuối sáp này là không ăn sống như chuối thông thường, mà phải nướng hoặc luộc hấp ăn mới ngon. Sự độc đáo của chuối sáp nghệ miền Tây khiến thực khách thích mê bởi ăn rất ngon và lạ miệng. Giá của chuối sáp nghệ cũng rất bình dân, ai cũng có thể mua về ăn thử. Loại chuối này thường được giao bán theo kg, có giá khoảng từ 35.000 tới 40.000 đồng mỗi kg. Để luộc chuối sáp ngon, trước hết cần chọn loại chuối đã chín già, ngả sang màu vàng khi luộc cần lưu ý là nếu chuối đã chín kỹ thì chỉ cần luộc khoảng 30 phút Còn chuối vừa mới ngả sang vàng thì cần luộc lâu hơn Đến khi trái chuối nứt vỏ là được Khi luộc, mật chuối sẽ được dồn vào giữa, vàng trong như hổ phách Khi ăn vừa thơm lại ngọt đậm, giòn sần sật lại dẻo quẹo như sáp Chuối sắp nghệ khi chín có màu vàng đậm Vì chuối có mật ngọt nên hay bị côn trùng bám bên ngoài Tuy nhiên, do vỏ chuối sáp rất dày nên dù có bị ngả sang màu đen hoặc rám thì chất lượng ruột bên trong vẫn đảm bảo. Ngoài cách chế biến là nướng, luộc thông thường, chuối sáp còn có thể được chế biến thành rất nhiều món ăn khác như nướng, chiên tẩm gia vị, nấu chè nước cốt dừa hoặc nấu thịt ba chỉ. Ngoài vị thơm ngon, chuối sáp nghệ chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao và tốt cho sức khỏe, chính vì thế nên được nhiều khách tìm mua quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh youtube báo điện tử vov cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại